Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, vận may liên tục kéo tới, làm một được 10, giàu sang viên mãn thế gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động giới tử vi, thần tài kích hoạt vận may tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, làm ăn xuôi thuận, cuộc đời sung túc, giàu có ấm no. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm nhất định, bất kể người giàu hay người nghèo, cũng đều có những mối lo toan, vất vả riêng. Người thì lo con cái ăn học, kẻ lo trả sạch nợ nần, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, không phải bất cứ việc gì cũng diễn biến theo ý muốn của chúng ta, mà phần lớn là do vận mệnh quyết định. Ai gặp thời thì phất lên như vũ bão, ai đen đủi thì trăm chuyện ngáng trở, tiểu nhân cản đường, mãi chẳng thể thành công, ngóc đầu lên được. Đó cũng là quy luật tạo nên cuộc đời này. Chỉ những người biết nắm bắt thời cơ, biết nương nhờ vận thế, mới có cơ may đổi đời, đổi vận, thu tiền tỷ của về tay. Trong lá số tử vi tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn của 12 con giáp, các thầy tử vi đã đặc biệt nhắn gửi tới người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 rằng, trong 3 tháng tới, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều biến động, cục diện tương hại khiến khó khăn ập tới, tiểu nhân xuất hiện. Nếu làm được điều này, thì sau đó sẽ là trời quang mây tạnh, thần tài xuất hiện, đưa tiền của chạy về túi, hành thông vượt bậc, càng khổ càng giàu, quý nhân chỉ lối tìm ra cơ hội, hiền lộ trong khó khăn, thì ắt thu được nhiều thành tựu, tiền bạc ùn kéo đến, phát tài giàu có, chẳng cần lo nghĩ gì. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam nữ mệnh. Tuổi Kỷ Mùi, mạng hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời, khắc xa trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con dê, tướng tinh con rái cá, cuộc đời được Phật bà Quan Âm độ mạng. Kỷ Mùi tức tuổi con dê, thường gọi là thảo giả chi dương, tức là dê trên đồng cỏ, là mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, có nghĩa là lửa trên trời, ánh sáng từ trên trời vốn được ví như sự quang minh lỗi lạc. Vì vậy, người Kỷ Mùi có bản mệnh là thiên thượng hỏa, là người thông minh, nhưng cũng khá thẳng tính, không thích sự mờ ám và luôn sống ngay thẳng. Kỷ Mùi 1979 mệnh thiên thượng hỏa, là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, sống hào phóng, nhược điểm là khá nóng tính, tuy nhiên họ lại rất độ lượng và hào phóng với người xung quanh. Kỷ Mùi mệnh thiên thượng hỏa luôn thể hiện một cá tính cao quý, phẩm chất tốt đẹp, sang trọng, nhưng cũng nên bỏ qua sự kiêu ngạo, ham danh lợi, tự tin thái quá thì phú quý mới có thể ghé vào được. Cũng giống như ánh sáng mặt trời chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, họ luôn giúp đỡ phấn đấu, cống hiến hết mình trong cuộc đời, cho cộng đồng và xã hội một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân, luôn thể hiện một con người với nguồn năng lượng tràn đầy trong mình. Khi họ làm bất cứ công việc gì, họ chẳng biết mệt là gì, nhưng cũng đừng vì vậy mà làm dụng sức khỏe, vì có thể đến một lúc nào đó, bản thân sẽ thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tuổi Kỷ Mùi mệnh thiên thượng hỏa, yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng. Không chỉ vậy, họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán làm theo sở thích và ý thích của bản thân. Kỷ Mùi thiếu suy nghĩ chín chắn kỳ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy,
tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật, truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Kỳ Mùi dễ xúc động với những bất hạnh khó khăn của người nghèo khổ. Họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của Kỳ Mùi khiến cho họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người. Đối với họ, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, địa vị. Vì vậy, họ cũng không thích quản lý, chỉ đạo người khác. Kỳ Mùi thích làm việc trong tập thể và đóng góp những ý tưởng sáng tạo của mình cho đám đông. Hơn nữa, tinh thần ham học hỏi giúp họ có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác làm ăn với mọi người. Kỳ Mùi là người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất với Kỳ Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Xem tử vi năm 2024 của Kỷ Mùi 1979 cho thấy, tiếp bước cát khí còn lại của tử vi Kỷ Mùi từ những tháng trước, 3 tháng giữa năm 2024 này, hứa hẹn cũng sẽ là thời gian nhiều may mắn đối với mệnh chủ, khi được nhị hợp cục nâng đỡ và nhiều cát tinh trợ mệnh. Mọi mặt cuộc sống đều có những bước biến chuyển đáng kể, hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên. Quý mệnh duy trì được mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nên công việc tiến triển thuận lợi. Nhiều mục tiêu đặt ra ở đầu năm sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch vào giữa năm, đem lại nhiều niềm tin và động lực cho tương lai. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng rất thuận lợi khi bạn dễ dàng nhìn nhận được đâu là cơ hội mình cần nắm bắt ngay lập tức. Thời điểm này, quan hệ của bạn với khách hàng, đối tác cũng tốt, thích hợp để mở mang lĩnh vực kinh doanh buôn bán, chắc hẳn đem về một khoản tiền lớn. Vận trình tình duyên cũng vô cùng tốt đẹp khi được hàng loạt các cát tinh như Vượng Cát, Long Trì, chiếu mệnh. Dù bạn còn độc thân hay đã lập gia đình cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc thuộc về mình. Sức khỏe, cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng, giúp quý mệnh duy trì thể trạng tốt, ít đau ốm. Nếu có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc, yên tâm chữa bệnh, áp tật bệnh thuyên giảm. Dựa trên hệ thống sao chiếu mệnh và tương quan ngũ hành giữa quý mệnh tuổi Kỷ Mùi và lưu niên Giáp Thìn, định được hung cát ở các phương diện cuộc sống cho tuổi này trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch như sau. Đầu tiên, về mặt sự nghiệp, xem tử vi tuổi Kỷ Mùi cho thấy có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, quý mệnh dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp cho tập thể phát triển. Hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới cũng như tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. Tuy nhiên, thời điểm giữa năm chịu ảnh hưởng của quan phủ, quý mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, vốn là người có tài, song vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của người khác. Về mặt tài lộc, tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024, trong 3 tháng giữa năm có nhiều điểm sáng về tài lộc, nhờ có nhị hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu cũng trở nên cực kỳ hanh thông. Trong 3 tháng này, quý mệnh biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức cũng vẫn giành được kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc là cho cả tập thể. Tất nhiên quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song quý mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc sẽ đều suôn sẻ. Giữa năm khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, thì có thể thu được khoảng lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên không thiếu các khoản lương thưởng nóng. 3 tháng cuối này, Kỷ Mùi thậm chí có cơ hội cân nhắc lên vị trí cao hơn với mức lương xứng đáng. Với năng lực của bản thân, thì quý mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, quý mệnh có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở chân thành, sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến cho nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Về mặt tình cảm, gia đạo, tử vi 3 tháng giữa năm Giáp Thìn 2024
dự đoán tuổi Kỷ Mùi sẽ nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm nay. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống đều có bước thay đổi đáng kể. Vì thế, hãy sẵn sàng tinh thần được tận hưởng hạnh phúc. Với người còn độc thân, chịu tác động tích cực của cục diện nhị hợp, sẽ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ hoặc bạn bè, đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này thì càng có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng gặp người phù hợp với bản thân mình. Người còn chưa chủ động trong chuyện tình cảm có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng. Điều bạn cần làm là thời điểm này mở rộng lòng mình và thử tham gia vào các cuộc gặp gỡ, rất có thể sẽ được gặp người quen, quan tâm, phù hợp sống với mình. Với người đã có đôi có cặp thì quý mệnh và nửa kia luôn duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc là tranh cãi giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của quý mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến cho bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Quý mệnh cảm thấy luôn tự hào về gia đình mình. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của Kỷ Mùi khá tốt, cũng giúp cho quý mệnh bớt được nhiều mối lo. Vì biết cách cân bằng cuộc sống và công việc, nên dù có bận rộn đến mấy, cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực kiệt sức. Tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể, giúp sức khỏe của quý mệnh được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm cũng được gặp thầy gặp thuốc, khiến cho bệnh tình thuyên giảm. Hơn nữa, bên cạnh luôn có người thân quan tâm, chăm sóc, áp lực kinh tế không lớn, nên có thể yên tâm chữa bệnh. Dù ở độ tuổi nào, quý mệnh cũng nên chú ý việc rèn luyện thân thể. Hãy lựa chọn hình thức thể dục thể thao phù hợp với khả năng của bản thân. Vận động không chỉ giúp bản thân khỏe mạnh hơn, mà còn khiến cho đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Tiếp sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024. Đầu tiên là luận giải tử vi tuổi Kỷ Mùi, tháng 5 âm lịch 2024. Trong tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu, nên khởi sắc rõ rệt, công việc triển khai thuận lợi, quan hệ nhị hợp mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho quý mệnh, nếu biết tận dụng thời cơ đúng lúc. Lại thêm nguyệt lệnh quan đế chống lưng, nên tháng này rất phù hợp để cầu phúc, cầu danh, hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy, tinh thần làm việc hăng say của Kỷ Mùi khá tự tin vào những việc mình đang làm. Chính vì vậy mà sẽ chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở quan tâm, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay là phải đợi có người thúc ép nữa. Quý mệnh Kỷ Mùi chủ động xông xáo hơn hẳn và cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, tham vọng vào một mục tiêu rõ ràng là kim chỉ nam để có thể vươn lên mạnh mẽ về phía trước. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình thì hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty, nhận được một khoản thưởng nóng, từ đó các mối quan hệ xã giao cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nếu mà biết cách khai thác lợi thế này thì có thể sẽ tiếp xúc được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân vượng tăng mạnh, sự chủ động sẽ còn khiến cho quý mệnh tạo ra được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như là cấp trên, để có thể phụ trách những nhiệm vụ quan trọng giai đoạn mới, đảm nhận những công việc mới sẽ khiến quý mệnh lo lắng và có phần hoang mang. Nhưng cũng đừng sợ là mình không làm được, chỉ cần mình muốn thì sẽ có rất nhiều cách, đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ người đi trước có kinh nghiệm. Có một điều cần lưu ý là vận trình quá vượng khiến tư duy độc lập của quý mệnh trở nên tiêu cực, đôi khi thể hiện ý kiến của mình một cách độc đoán, cứng nhắc, cần phải học thêm tính khiêm tốn, nhường nhịn thì công việc mới dễ dàng thành công. Vận khí thăng tiến cũng giúp quý mệnh đón tin vui ở phương diện này, thuận đà công việc hanh thông, không có lý do gì mà tài chính không khởi sắc theo đó. Thậm chí sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền mà đồng tiền sẽ tự đến. Quan đới đảm bảo sự nghiệp tiến triển ổn định, quý mệnh vẫn đang từng bước hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu của bản thân, các nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do đạt được những thành tích nhất định nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Những ai ấp ủ mong muốn tăng lương cũng có thể là mạnh dạn đề xuất với cấp trên, vì với nỗ lực và đóng góp của bản mệnh thì hoàn toàn xứng đáng. Cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này. Với người làm kinh doanh buôn bán thì cũng nên nắm bắt được cơ hội. Khi mà thần tài đang đứng về phía mình, nhờ nhị hợp cục nhập mệnh nên hợp tác trôi chảy,
lợi nhuận rủng rỉnh, hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra từ trước đó. Đôi lúc cần có một chút máu liều để thu tiền về nhiều hơn nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là bất chấp đâm đầu vào cả những lĩnh vực bản thân không có hiểu biết. Đừng đặt mình vào nơi mạo hiểm quá lớn, làm gì cũng cần để đường lui cho bản thân. Để tăng cường may mắn về tài lộc, tuổi Kỷ Mùi có thể trưng các loại cây cảnh tăng tài lộc như cây kim tiền, trúc phú quý. Trên bàn làm việc, những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định, bền vững hơn. Về phương diện tình duyên, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Kỷ Mùi. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho quý mệnh. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân, có thể sẽ tìm được một người thích hợp với mình, kết thúc những tháng ngày lẻ loi bao lâu nay. Quý mệnh cũng có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội, thay vì cứ ngồi một chỗ chờ đợi như trước đó. Tuy nhiên, quý mệnh cũng được khuyên nên cân nhắc kỹ càng, chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến quý mệnh cảm thấy lạc lõng và gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì sẽ khó đảm bảo chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng các cặp đôi, người đã lập gia đình thì lại cực kỳ nguy hiểm. Đôi bên có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ. Các cặp vợ chồng nên tỉnh táo tìm đúng mối lương duyên, chớ đứng núi này trông núi nọ mà tự phá hoại hạnh phúc của bản thân. Về sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi, vốn không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này, dù vậy thì vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi con giáp ham làm, ham việc như bạn, mãi mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, sẽ khiến cơ thể mệt nhọc, trong khi đó, người còn trẻ cần chú ý vận động rèn luyện sức khỏe, thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Về cẩm nang vượng vận tháng, quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân, màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng, con số phát tài là số 73 và số 46. Tiếp theo, luận giải tử vi tuổi Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch 2024. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi cho thấy, quý mệnh đứng trước không ít thách thức mới mẻ, đòi hỏi phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn, nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Trong tháng, Kỷ Mùi bị cục diện tương phá cản trở, nên thách thức gia tăng khá nhanh, mọi việc vốn đang suôn sẻ có thể gặp trục trặc nửa chừng bất cứ lúc nào, đòi hỏi quý mệnh phải cẩn thận để hạn chế tối đa những sai sót không đáng có. Công việc thường dễ dàng gặp phải những khó khăn, chủ yếu ở khoảng thời gian đầu tháng, những ai khởi động dự án mới cũng vấp phải những trở lực nhất định. Đây là lúc cần phải thể hiện bản lĩnh của mình, bởi chẳng có con đường dẫn tới thành công nào trải toàn hoa hồng. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp, cộng sự được dự báo là không được trôi chảy cho lắm. Trong quá trình làm việc chung, đôi bên nảy sinh nhiều ý kiến trái ngược, ai cũng khăn khăn với nhận định của bản thân, nên khó đi tới thống nhất. Mỗi người đều có thế mạnh và cái hay riêng, nhưng nếu đã cộng tác với nhau, thì cần phải đặt mục tiêu chung là trên hết, khi đó mới có thể tìm được cách để thống nhất ý kiến. Hãy tạm gác cái tôi để cùng nỗ lực, khi đã tìm lại được sự ăn ý, tiến trình sẽ trở nên suôn sẻ và nhanh chóng vô cùng. Nhìn chung sẽ có nhiều thời điểm, công việc gặp nhiều khó khăn, có thể khiến quý mệnh trùng bước, suy nghĩ bế tắc, thậm chí còn xuất hiện ý định bỏ dở, nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Đặc biệt là khi tháng này được nguyệt lệnh lâm quan đới ủng hộ, nên có thể giảm bớt phần nào hung hiểm sẽ phải đối mặt, chỉ cần có sự quyết tâm thì sóng gió nào cũng sẽ qua. Khi cảm thấy bản thân đang lạc lối hay mất phương hướng, thì nên bình tĩnh lại và cân nhắc được mất trước khi hành động, khi đó quý mệnh sẽ biết nên làm gì và nếu xảy ra thì trở ngại cũng sẽ nằm trong vấn đề đã lường trước rồi. Nhờ đó mà hạn chế được sự thất vọng, chán chường. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là khối lượng công việc trong tháng mới khá nhiều, sẽ khiến cho quý mệnh mệt mỏi. Chính vì thế quý mệnh nên làm việc có kế hoạch và cố gắng cân nhắc giữa công việc và cuộc sống, để không gặp tình trạng muốn cố gắng nhân lực bất tòng tâm. Công việc có tốt, có xấu, nhưng vẫn có thể xoay sở kịp thời bằng chính nỗ lực của mình. Nhờ vậy tài chính trong tháng 6 âm lịch này, nhìn chung cũng khá ổn định, vẫn duy trì các khoản thu đều đặn, nên việc chi tiêu hàng ngày không có gì phải lo lắng. Những ai làm ăn kinh doanh túc tắc vẫn có lợi như cũ. Nếu muốn thu về nhiều hơn thì cần phải tìm hiểu nhu cầu hiện tại của thị trường.
tháng này có tương phá tác động, nên quý mệnh cũng cần phải chuẩn bị tinh thần khi cạnh tranh, tranh chấp thị trường sẽ gia tăng, đối thủ cũng đã nghiên cứu rất kỹ, nên nếu không có sự đổi mới thì rất dễ lấn lướt, thậm chí là bị chơi xấu. Trong đầu tư cần hết sức thận trọng, vì sai một ly đi một dặm, nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn, nên quý mệnh sẽ thể hiện tham vọng làm giàu của mình, cùng với quyết tâm cao độ. Nhưng mặt xấu là dễ khiến quý mệnh sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị cảm xúc chi phối, nên nhớ làm việc theo tư duy logic, chứ không để tình cảm, cảm xúc chi phối, tiền bạc phân minh, tình cảm mọi thứ rõ ràng, có như thế mọi thứ mới ổn định và phát triển được. Các khoản thu chi trong tháng cũng không ít, nhất là về thời gian cuối cùng của tháng, cũng có nhiều việc lớn phát sinh phải dùng đến nhiều tiền, khiến cho tình hình tài chính thất thoát, quý mệnh nên lấy tích lũy làm trọng, coi như là tích tiểu thành đại, chi tiêu hợp lý, thì sớm muộn cũng có của ăn của để. Tháng này cho thấy, có cả hung vận lẫn cát vận, nhưng đường tình duyên thì rất thấm sắc và nồng nàn, sao thái âm giúp đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm của quý mệnh, vì thế mà rất hứa hẹn, những mâu thuẫn giận hờn giảm đi trông thấy. Tình yêu cứ thế được mở sang trang mới, vô cùng sinh động và lãng mạn, các cặp đôi đang yêu có dịp trải nghiệm những cung bậc cảm xúc thăng hoa, khi mà ngày càng có sự ăn ý và thấu hiểu nhau trong mọi vấn đề. Một số cặp đôi có thể tính tới chuyện kết hôn, các cặp vợ chồng cũng nhân cơ hội này mà hâm nóng tình cảm của mình, những khúc mắc gia đình trước đó được xóa bỏ, tranh cãi không còn nữa. Quý mệnh và người ấy bỏ qua cho nhau những lỗi lầm mà chung tay vun đắp hạnh phúc, cuộc sống gia đình hạnh phúc, khi đôi bên cùng cố gắng thay đổi tích cực vì đối phương. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, không thì cũng có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn nên cẩn trọng khi kết giao với người mới quen, nhất là nữ mệnh, tránh bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Sức khỏe của Kỷ Mùi tuy không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng, thể trạng của quý mệnh vốn dĩ khá tốt. Nếu duy trì chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, thì sức khỏe sẽ luôn được đảm bảo. Dù vậy, cũng không nên chủ quan, vẫn cần phải cân bằng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi sinh hoạt điều độ, để thể trạng được nạp đủ năng lượng cần thiết. Ngoài ra, thì phải chú ý đi đứng cẩn trọng, tham gia giao thông an toàn, tránh va chạm dẫn tới xô xát bị thương. Về cẩm nang vượng vận tháng, quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Dần, màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng, con số phát tài là số 28 và số 17. Cuối cùng là luận giải tử vi tuổi Kỷ Mùi, tháng 7 âm lịch 2024. Xem vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi cho thấy, tháng này khá thuận lợi, hứa hẹn các cặp đôi sau một thời gian tìm hiểu, có lẽ sẽ có lễ ăn hỏi, lễ cưới, hoặc là tin vui bầu bí trong khoảng thời gian này. Niềm vui càng được nhân lên khi nhận được sự hỗ trợ của nhiều người xung quanh. Tháng này vận trình công việc có nhiều chuyển biến tích cực, tất cả là nhờ vào uy tín mà quý mệnh đã gây dựng từ trước, nên được mọi người tin tưởng trong các dự án, có khi được cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới sẽ có nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, cũng như vượt qua những nghi hoặc về khả năng của mình, nhờ đó sẽ khẳng định vị trí và lựa chọn là đúng đắn. May mắn là trong giai đoạn này, nếu mà gặp khó khăn thì sẽ ngay lập tức có người chia sẻ thông tin và lời khuyên cho quý mệnh là tìm ra được giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, đừng quá dựa vào những lời khuyên ấy, mà cũng cần phải có được những áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của mình nữa nhé. Trước tiên thì hãy cứ nỗ lực tìm cách, sau đó thì mới có sự hỗ trợ, rồi mới khám phá ra nhiều vấn đề hay ho. Tình hình tài chính tháng này đã được cải thiện hơn, một số người trả được khoản nợ khiến quý mệnh lo lắng, nghĩ ngợi suốt thời gian vừa qua. Theo phong thủy phi tinh, lục bạch bay về phương Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho quý mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, thậm chí là có người cho tiền, người thân hỗ trợ, bạn được mượn số tiền lớn để làm ăn, có một số người thì có cơ hội mới mở ra, đòi hỏi phải có sự quyết định trong thời gian ngắn, đừng bỏ lỡ nhé. Tháng này thuận lợi cho việc đầu tư, có những hạng mục mà quý mệnh quan tâm và đánh giá tốt thì nay có thể bắt đầu tham gia. Ngoài ra thì việc hợp tác kinh doanh trong thời gian này cũng rất có lợi, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, đối với những dự án không biết rõ ràng thì chớ nên vội vàng, cho dù họ có đưa ra lời hứa hẹn, đưa ra bằng chứng có thật để nhằm thuyết phục, nói chung là lĩnh vực chưa hiểu thì không nên liều lĩnh. Những cảm xúc lãng mạn trong tình yêu, thời điểm này để bày tỏ tình cảm, thổ lộ tấm chân tình đã đến, hãy chủ động nắm giữ, hãy biết mình thuộc những con giáp, cuộc đời sẽ chôn chặt mối tình đầu trong tim. Trong tháng mới,
vận trình tình cảm của Kỷ Mùi cũng có được những cải thiện. Tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Hai người đã hiểu nhau và ai cũng biết cách để nhường nhịn đối phương vào thời điểm phù hợp. Nếu là nam giới độc thân, nên chủ động tấn công, cơ hội là rất cao đấy. Thế nhưng mà đối với một số người độc thân, cũng nên cẩn thận với các mối quan hệ tiềm ẩn nguy cơ có hại, đừng quá tin vào những lời ngon ngọt. Sức khỏe nhìn chung không có việc gì khiến quý mệnh phải lo lắng và bận tâm quá vào thời điểm này. Tuy nhiên, da của quý mệnh không được sáng mịn cũng là một phần biểu hiện có dấu hiệu không tốt liên quan tới sức khỏe mà quý mệnh không biết. Hãy thay đổi những thói quen cũ bằng thói quen tốt, như là thử uống nước chanh mỗi buổi sáng sẽ giúp thải độc, hỗ trợ hệ tiêu hóa, mang lại một làn da trắng sáng, làm sạch gan, cải thiện tâm trạng. Càng trải qua những giây phút căng thẳng trong cuộc sống thì càng cần những phút tĩnh tâm. Hãy tìm đến thiền vì chúng có thể điều hòa cảm xúc, cải thiện sức khỏe nói chung. Ngoài ra thì cố gắng giữ hòa khí với mọi người, tăng sự kết nối cảm xúc với người thân trong nhà, nhất là trẻ con. Chúng sẽ mang lại những phút giây thảnh thơi, thoải mái sau một ngày dài. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu tím và màu đen. Con số phát tài là 59 và 47. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cuộc sống có muôn vàn lý do khiến cho ta mệt mỏi. Dù bạn không muốn thì khó khăn vẫn đến, nỗi buồn vẫn mãi đeo bám. Tất cả những khó khăn và nỗi đau kia là nghịch cảnh mà bạn phải trải qua. Cho dù chúng làm bạn khó chịu và chán nản vô cùng, nghịch cảnh luôn đến một cách bất ngờ, chúng ta khó có thể tránh. Đó là những bất trắc mà chúng ta bắt buộc phải đối diện. Nghịch cảnh chính là sự vô thường, bất định của cuộc đời mỗi con người. Tất cả những khổ đau, hoạn nạn, bất công, tổn thương đều đã được vận mệnh an bài sẵn. Nghịch cảnh chính là những khó khăn, tình huống xảy ra ngược theo hướng tiêu cực với những gì mà chúng ta nghĩ. Nó làm chúng ta nhiều khó khăn và trục trặc. Chúng ta không ai muốn gặp phải tình huống khó khăn, nhưng chính những điều này đã cho chúng ta thêm kinh nghiệm và động lực để đi tiếp. Nói đến nghịch cảnh, ai cũng nghĩ nó ảnh hưởng xấu tới cuộc sống, nhưng thật ra, nghịch cảnh có rất nhiều giá trị riêng. Câu danh ngôn đã chỉ ra rằng, nghịch cảnh không chỉ là phép thử của tình cảm, mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh của con người. Khi chúng ta gặp phải nghịch cảnh, tức là khi chúng ta đang ở trong một tình huống mà cần tới sự giúp đỡ của người khác. Lúc chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn, thì phép thử của tình cảm chính là ám chỉ những ai đang ở bên cạnh, giúp chúng ta, cũng như những ai đã rời bỏ ta mà đi. Khi chúng ta nghèo khó, họ đã không ở lại bên mình, thì đây cũng chính là cơ hội để ta nhận ra họ không thật lòng với mình và loại bỏ họ ra khỏi con đường tiến tới thành công của bản thân. Thước đo của trí tuệ và bản lĩnh của con người, tức là để thử thách trí thông minh, nhạy bén của chúng ta, để có thể giải quyết được những gì đang xảy ra, và bản lĩnh chính là chúng ta đã dám nghĩ những có hay không. Nghịch cảnh cho ta cơ hội để nhìn nhận lại bản thân, xem chúng ta có đủ thông minh và bản lĩnh để vượt qua khó khăn này thành công. Dám nghĩ thì phải dám làm. Nghịch cảnh sẽ mang lại điều tiêu cực hay tích cực thì cũng đều phụ thuộc vào con người đó. Nếu họ có trí thông minh, có những người đối với mình thật lòng và có bản lĩnh, thì họ sẽ vượt qua được những khó khăn để vươn xa hơn. Ngược lại, đối với những người luôn cảm thấy tiếc nuối về những người đã bỏ rơi mình, không dám làm điều gì vì sợ lại lún sâu thêm nữa, thì họ sẽ mắc kẹt trong nghịch cảnh mãi mãi. Không phải chỉ cần làm đúng là có thể thoát ra khỏi nó, nhưng cũng không phải do con người đã làm sai điều gì thì mới phải chịu sự trừng phạt này. Cuộc sống vốn là một vòng quay, luôn chuyển động không ngừng nghỉ. Ngồi trên vòng quay ấy, có lúc ta cảm thấy nắng ấm, thấy cầu vồng tươi sáng, khiến ta phấn chấn vô cùng. Nhưng cũng có khi ta bị bóng tối che khuất, khiến lòng ủ rột, buồn bã. Đó là những quy luật hết sức bình thường của cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Mọi thứ cứ chuyển động liên tục, hết vui lại buồn, hết buồn lại vui. Tâm trạng con người cũng vì thế mà sớm nắng chiều mưa, gặp chuyện vui mừng, chuyện buồn thì chán. Đó không phải điều lạ lùng gì. Quan trọng hơn cả là dù ở trong bất kỳ tình cảnh nào, bạn vẫn có thể giữ được sự an nhiên, tĩnh tại. Người thành công nào cũng phải trải qua thất bại. Mỗi lần thất bại đều là để chúng ta tiến gần hơn với ngưỡng cửa thành công. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6-7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội.
Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.